Diện cho ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Thưa các chị lãnh đạo tỉnh, thưa các chị và toàn thể đồng bào. Trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, cả dân tộc đang vui mừng trước sự đổi mới của đất nước và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 thành công tốt đẹp. Hôm nay, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hướng về ngày hội trọng đại của đất nước. Đó là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 3 tháng 4 năm Tân Mão, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, trong niềm xúc động và thành kính, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị một lần nữa được vinh dự thay mặt cho nhân dân cả nước tổ chức đón tiếp và an táng 36 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào anh em. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, 36 năm sau chiến tranh, đất nước ngày càng thay da đổi thịt, nhân dân được sống trong hòa bình, từng bước có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thành quả hôm nay có máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh để giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc và sự nghiệp quốc tế cao cả. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha, vẫn còn đau đớn, nỗi đau xé trong lòng khi chưa tìm được thấy hài cốt của người thân đang ngày đêm mong ngóng trông chờ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và nhằm làm vơi đi nỗi đau thương mất mát của thân nhân các liệt sĩ, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã cùng với nhân dân các bộ tộc Lào anh em triển khai công tác tìm kiếm và đã đưa được nhiều hài cốt của các liệt sĩ về với quê hương Tổ quốc. Đợt tổ chức đón tiếp năm 2011 này là đợt thứ 25 kể từ năm 1993. Một lần nữa khẳng định về trách nhiệm của Đảng, nhà nước ta đối với những người đã vì nghĩa lớn mà hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và hôm nay, trước khi đưa hài cốt các liệt sĩ về Việt Nam, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và nhân dân các bộ tộc tỉnh Savannakhet đã tổ chức lễ viếng và tiến hành lễ tiễn biệt với nghi thức trang trọng để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ chí tình của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Savannakhet Lào anh em. Đặc biệt có được kết quả hôm nay chính là nhờ sự lao động quên mình vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ của đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương những cố gắng cùng với những kết quả mà các đồng chí đại diện đã đạt được trong đợt quy tập hài cốt liệt sĩ lần này. Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, cho phép tôi thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị xin được có đôi lời trước hương hồn các liệt sĩ. Kính thưa các hương hồn, các anh hùng liệt sĩ, hôm nay các anh đã về được với quê hương, với đồng chí, đồng đội. Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn vô hạn đối với các anh. Các anh mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế cao cả. Trong những năm tháng, hai nước Việt Lào của chúng ta cùng chung một chiến hào chống kẻ thù xâm lược để giành độc lập và tự do. Các anh là những chiến sĩ tình nguyện đi tiên phong, là những người con của đất Việt dũng cảm, kiên trung. Các anh đã không ngừng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, không tiếc máu xương, coi đất nước Lào như quê hương thứ hai của mình,
sẵn sàng phục vụ, chiến đấu vì nhân dân các bộ tộc Lào. Cùng với những người anh em Lào, các anh đã chiến đấu kiên cường và đã anh dũng hy sinh. Hình ảnh của các anh đã hòa quyện với thiên nhiên, sông núi, trở thành hồn thiêng của dân tộc, dệt nên những trang sử hào hùng về tinh thần quốc tế trong sáng của dân tộc Việt Nam, làm nên những huyền thoại về những người lính tình nguyện Việt Nam bình dị mà oai hùng, trẻ trung và gan dạ. Sự hy sinh anh dũng của các anh là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Các anh đã để lại những dấu son thấm đậm cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào, đã trọn đời hy sinh phấn đấu vì nền độc lập tự do của hai dân tộc, hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp nên mối tình hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Lào. Hôm nay đón các anh về cùng với đồng đội trong lòng đất mẹ, chúng tôi vừa mừng vì đã làm được một việc cụ thể trong nghĩa tình đối với các anh, vừa đau xót vì chưa rõ danh tính của nhiều người. Nhưng dù có tên hay chưa xác định được tên, sự hy sinh cao cả của các anh đã và sẽ được Tổ quốc mãi mãi ghi công. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội thân thương, cầu nguyện cho hương hồn các anh được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Chúng tôi, tất cả những người đang sống, xin hứa sẽ quyết tâm bảo vệ đến cùng về lý tưởng mà các anh đã chọn, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, vun đắp tình cảm tốt đẹp và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm lo phần mộ của các anh với lòng thành kính, tri ân sâu sắc, để hằng mong các anh yên lòng nơi chín suối. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, tiếp nối truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện mãi mãi thủy chung sắt son trong tình cảm hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào, và sẽ thay mặt nhân dân cả nước chăm sóc phần mộ nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng liệt sĩ, chăm lo ngày càng tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa, và sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ còn lại trên đất Quảng Trị cũng như trên đất nước bạn Lào. Xin nguyện xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.